Hello anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ đang ở trên kho, mình giới thiệu nhanh cho anh em mấy cái đồ mới về Makita ha. Đây là cái lưỡi cưa lọng loại siêu dài, dài nhất trong các lòng lưỡi cưa lọng, dài 180mm của Makita. Loại này cũng là loại bán thôi nha anh em, sản xuất tại Nhật Bản luôn nha, Made in Japan. Cái lưỡi này 28.000, hổm nó mới về có mấy bộ anh em mua hết trơn à. Anh em về thêm nè, một hộp về là 4 cái ha, một cái là 28.000. Giá này là giá một cái nha, cho thấy nguyên bộ nha. Rồi đây là cái bộ mũi khoan tường, giá là 70.000 một cái à, một bộ chứ 5 x 8 15, 6 x 100, 8 x 110, 10 x 150, 12 x 150. Makita hàng này là hàng giá rẻ dành cho anh em sử dụng gia đình nha anh em. Nói cho anh em thấy một cái bộ mũi khoan của Makita mà giá còn rẻ hơn của Incon 60 hay nhiều, này có 70.000 à, cho nhau chút xíu à. Đây là cái bộ mũi khoan kính, cái này anh em khoan kính hoặc khoan gạch men 6 ly chưa lục chất nha, lục dục chất dài. Cái mũi này anh em khoan vô kính vô gạch men sướng lắm nha anh em, rất là nhanh nhọn lẹ luôn. Đây là những cái lưỡi cưa kiếm, những cưa kiếm Makita, cái dòng này là chuyên dùng để cắt gỗ có đinh hoặc là anh em dùng để cắt kim loại metal nè, metal nè, nhiều anh em đọc metal. Thì cái bộ này là 90.000 một cái nha anh em, hàng này sản xuất tại Nhật luôn nha, đúng không? Bộ này sản xuất từ Switzerland luôn, quá dữ, Switzerland còn dữ hơn nữa. Rồi đó, đó là mấy cái món linh tinh giới thiệu nhanh cho anh em, có nhu cầu qua thì anh em mua nha. Đó là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.